Chào mừng tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin giao dịch ngày hôm nay, bản tin tổng kết thị trường tuần qua từ ngày 28 cho đến ngày tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12 năm 2022. Thì trước khi vào bản tin giao dịch ngày hôm nay, hy vọng rằng anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo. Nên ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình. Thì trong bản tin giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua hay là trao đổi qua một số các phần nội dung chính À, phần thứ nhất là điểm qua thị trường trong phiên giao dịch và điểm qua thị trường uh, trong tuần qua Đấy Và cuối cùng uh, trong cái phần uh, thứ nhất này chúng ta sẽ cùng uh, uh, thảo luận với nhau rằng là thị trường nó uh, cứ uh, bán là mất hàng và mua thì là chiến thắng Như thế này thì sẽ đến uh, giai đoạn nào thì nó sẽ đến từ cái vùng đảo chiều Và trong uh, sau khi thống kê xong thì mình đã có một cái phần uh, và mình đã tham minh được cái thời gian mà thị trường có khả năng cao do cái việc đảo chiều thông qua hầu hết là thông qua về phân tích kỹ thuật thôi và dựa vào hệ thống MACD thì chúng ta sẽ cùng thảo luận và chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra cái hành động à, trong phần thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số các dòng cổ phiếu chính và hôm nay thì chúng ta sẽ nói à, dài hơn một chút sâu hơn một chút với các mã cổ phiếu trong ngân hàng à, mình à, sau khi thống kê xong thì mình thấy rằng là dòng cổ phiếu ngân hàng nó sẽ có một số các đặc tính của các leader đầu thị trường à, sau khi mà cái nhịp này cái nhịp tăng giá của thị trường này nó kết thúc thì sẽ bước vào một cái nhịp sideways từ 3 cho đến 6 tháng trong 2023 và dòng ngân hàng thì mình thấy rằng là nó sẽ đang có một cái tiềm năng rất là lớn để trở thành một leader để kéo toàn thị trường trong năm sau thì chúng ta sẽ cùng thảo luận ở phần thứ hai là phần cuối cùng. Ok đến với thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mặc dù là có cái sự điều chỉnh thì tuy nhiên rằng là các sự điều chỉnh này thì nó không đến được tận các cái vùng hỗ trợ như là chúng ta đang kỳ vọng như là quanh vùng 1.000 hay là quanh vùng 1020 mà đâu đó nó chỉ dưới cái vùng 1030 một chút thôi và cổ phiếu thì nó cũng không, không giảm được quá mạnh. Đấy, hầu hết là đều không về các vùng mua dự kiến của mình. Ở trên trong bản tin giao dịch ngày hôm nay thì bỏ qua một số các cái phần như là thống kê thị trường hay là phần phân tích kỹ thuật ra thì mình với hành động của anh chị nhà đầu tư thì mình có để một cái hành động đó chính là nhà đầu tư chốt lời các mã cổ phiếu trong ngắn hạn thì có thể là mua lại chính các mã cổ phiếu đó nếu mà thị trường À, điều chỉnh về các đường MA10, MA20 Đây là cái cách mà chúng ta mua các mã cổ phiếu theo cái dạng pullback đó. cổ phiếu để đảo sang các mã cổ phiếu chưa tăng như dòng P này Đấy, Dòng P thì hôm nay có PVD tăng rất là tốt này Rồi thủy hải sản thì à, à, có ANV rồi IDI cũng đang vào cái form tăng Và cuối cùng là các mã cổ phiếu mid -cap của dòng thép Mình không nói đến với uh, Litter của dòng thép nhé Như HPG rồi thì chúng ta sẽ tập trung với các mã cổ phiếu midcap của dòng thép Ví dụ như là HSG này, à, ví dụ như là Nam Kim đó, thì sau đó thì uh, tiếp theo là nhà đầu tư giao dịch theo trend chúng ta có thể nắm giữ uh, một số các uh, nắm giữ các cái mã cổ phiếu đến uh, tiếp tục là nắm giữ nói chung là hầu đến hết trend và khi nào gãy xu hướng thì chúng ta mới kinh bán còn lại thì cứ hầu uh, thôi không cần phải đảo và ngoài ra thì một số các mã cổ phiếu trong cái list mua trong sáng nay của mình thì có thép này lại có dòng HSG này, Nam Kim này, HPG tuy nhiên thì hầu như là không về được cái vùng này hầu như là không về được cái vùng này uh, tiếp theo về cái phần chiến lược Chiến lược giao dịch thì hôm nay mình uh, có gửi về một phần cái chiến lược giao dịch Thì cái chiến lược giao dịch này thì chúng ta đã trao đổi với nhau trong uh, khi uh, Trong cái livestream sáng ngày hôm nay rồi đấy, Thì nếu mà anh chị nhà đầu tư nào chưa uh, chưa tham gia thì mình đã viết ở đây đấy, Cái chiến lược giao dịch của anh chị nhà đầu tư trong các cái phiên giao dịch ngày hôm nay Trong phiên sáng nay đó chính là bắt hàng cũ, này, mua bull back, uh, mua hàng mới đấy, Mua các mã cổ phiếu chưa tăng của dòng thép, P, thủy hải sản sản Và cuối cùng đó chính là hold trend. Đấy, tiếp tục là hold trend khi mà cái nhà đầu tư nào mà đang nắm giữ các mã cổ phiếu vào cái trend tăng thì chúng ta sẽ hold Đó thì đấy là với cái chiến lược mua Thì đấy là toàn bộ cái khuyến nghị của mình trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thị trường thì nó không về đúng những cái sát, không về sát các cái mốc mà mình đã định hướng để trở về Và Sau đó thì lại bật tăng trở lại ngay Thì đóng cửa phiên giao dịch, một phiên tăng điểm rất là tốt, đi kèm với cả cái thanh khoản 17.900 tỷ thì tăng uh, cuối phiên giao dịch thì VN-Index tăng 43,73 điểm, tương đương 2,44%, 361 mã tăng và 92 mã giảm. đấy thì số mã giảm là uh, số mã tăng hôm nay thì đang áp đảo số mã giảm. Ở uh, VN30 thì uh, tăng 50,35 điểm. Đó tương đương 4,83%, 30 mã tăng và không có mã giảm, thậm chí rằng là không có cả mã tham chiếu luôn. Hôm nay thị trường rất là sôi động và nó quay xe rất là gắt uh, quay xe rất là gắt vào cái phiên uh, giao dịch chiều khi các mã cổ phiếu bắt đầu Uh, có các tín hiệu lan tỏa từ uh, một số các dòng cổ phiếu như là ngân hàng, rồi bất động sản, rồi uh, uh, chứng khoán Thì uh, cái việc này thì nó đến từ phiên sáng, nhưng nếu mà ai ai chúng ta đang giao dịch với cái khung uh, phái sinh nhé Nếu mai đang giao dịch phái sinh thì chúng ta thấy rất là rõ thôi Đấy, Khi mà trong phiên sáng thì nó đã cho chúng ta một cái nhịp tăng, cái nhịp đảo đảo pha Đây thì trong uh, con robot của mình còn cho cái long từ tận một 30 đến mươi hai ăn 65 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay một phiên phái sinh tăng trần luôn đó thì đấy là với thị trường chúng ta sẽ cùng điểm qua thị trường trên cái khung đồ thị trên khung ngày trước thì trên khung ngày chúng ta thấy rằng là một phiên giao dịch mà nó có một cái gap mở ra trong phiên sáng tuy nhiên là hôm nay thì bao phủ luôn cái gap này chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay cái với cái thanh khoản nó tăng thì nó ăn áp đảo đà bán trong phiên giao dịch ngày hôm qua đó cái kháng cự tiếp theo của vndex thì sau khi mà vượt qua cái vùng 1070 thì cái kháng cự tiếp theo nó sẽ ở quanh với mức giá 1000 à, 1100 thì cái vùng kháng cự này thì nó sẽ mang yếu tố một chút thôi mang yếu tố một chút về cái phần giá ở cái vùng tích lũy trong cái giai đoạn hồi tháng 10 còn lại là nó sẽ mang cái tính chất là cái một cái kháng cự nó liên quan đến cái kháng cự tâm lý là chính cái kháng cự số tròn trục thôi Đấy, thì mình đánh giá là cái vùng này nó sẽ dễ tiếp cận rất là dễ tiếp cận trong À, ngay tuần sau thôi khi mà thị trường nó chỉ còn khoảng độ 20 điểm nữa là sẽ lên. Và cái vượt cái vùng này thì mình nghĩ rằng là thị trường nó sẽ quanh đâu đó quanh 1020 cho đến trăm à 1120 cho đến 1150 thì đâu đó sẽ sideways và tích lũy ở trong uh, cái pha từ cái vùng đó và gặp sẽ tiếp tục là gặp các lực chốt lời. Đấy chứ nó không tăng được uh, thêm quá là nhiều nữa vì là một trong những yếu tố uh, mà mình đánh giá là cái việc này khi mà giá cổ phiếu đã vào mây Chimoku lại vào mây Chimoku thì kháng cự ở trên cái hệ thống mây Chimoku này nó sẽ làm ở quanh mốc 1130 à, chúng ta thấy rằng là cái khi nào mà thị trường nó đi vào mây Chimoku hay là kể cả bất kỳ một cái mã cổ phiếu nào nó đi vào mây Chimoku thì nó sẽ có cái tín hiệu là rất khó để đoán rất khó để đoán xu hướng đó và nó sẽ giao dịch theo cái dạng là biên nhỏ lại biên nhỏ rất khó để đoán xu hướng có thể là nó sẽ vượt lên nhưng cũng có thể là nó sẽ rơi à, xuống đó, nó sẽ giao dịch theo cái dạng là sideways trong sideways hẹp như thế này Đấy, rồi có mới có rồi mới có một xuống tăng mới à, chúng ta có thể nhìn thấy ở viên ở trong các giai đoạn trước đây khi mà viên ngày mùng 1 tháng 8 này nó đi vào mấy chimoku mặc dù nó đi vào một cái mấy chimoku vẫn đang một xuống tăng tốt thế tuy nhiên là về cái phần điểm số ấy, nó không tăng quá nhiều đúng không ạ à, tăng từ cái vùng 1237 cho đến hơn hơn hai tuần à, hơn 2 tuần thì đâu đó nó mới là 1.263 có nghĩa là 30 điểm nữa nó thì nó 30 điểm trong 2 tuần mà nó chỉ tăng 30 điểm thôi thì trường đánh rất là khó chịu khi mà cứ mở phiên ra thì lại giảm sau đó thì lại tăng đó thì trong dạng này trong tuần sau thì mình cũng nghĩ à, mình trong tuần sau thì mình nghĩ rằng là à, cái đà hưng phấn thì nó chỉ đâu đó khoảng từ, từ thứ hai đến thứ ba sau đó thì bắt đầu là giao dịch trong một cái biên hẹp thì trước khi mà có một xuông mới thế là trên uh, viên dex trên khung ngày cái kháng cự uh, là hỗ trợ thì chúng ta cũng đã thảo luận với nhau rồi vùng hỗ trợ sẽ rất là cứng ở quanh vùng 1040 cho đến 1030 bởi vì là cái vùng này nó đã test một lần rồi và chúng ta thấy rằng là cái kiểm định của nó rất là tốt cái test đường M5 MA5 và ngoài ra thì test đường cái vùng hỗ trợ của vùng đỉnh trước đó à, nếu như và một số phiên nữa thôi một vài phiên nữa thì cái vùng cái đường MA10 này nó sẽ kéo lên cái vùng này thì mình thấy rằng là cái vùng này 1040 nó sẽ là một trong những vùng hỗ trợ rất là tốt của thị trường chúng ta sẽ cùng điểm qua trên khung cùng điểm qua trên khung tuần thì trên khung tuần của VNX chúng ta có một cái phiên một cái tuần tăng điểm rất là tốt và mà hình thành nên một cây nến marubozu một cây nến marubozu cho thấy rằng là cái xu hướng này nó đang rất muốn để thoát khỏi một cái xuống kênh xuống giảm đó thì trên khung tuần chúng ta thấy rằng là nó đang có một cái kênh xuống giảm ở đây đó kênh xuống ở đây và đang à, nó gặp khó khăn ở quanh vùng 1134 cho đến 1140 thì đó cũng như là trên khung ngày thôi, mình nói rằng là nó uh, nó đang sẽ, nó sẽ gặp cái áp được bán rất là mạnh ở đây và ngoài ra cái vùng này chúng ta có một cái đường EMA 20 nó chắn ngang cái vùng này cho nên là trong tuần sau thì nó chỉ như là vừa nãy mình nói nó chỉ còn uh, đâu đó Đà tăng khoảng từ thứ hai đến thứ ba thôi, từ thứ hai đến thứ ba cho cái Đà phô mô hết hết cái Đà phô mô thì bắt đầu là chu ở mây trên khung ngày bắt đầu xe theo cái dạng biên hẹp, đó, sideways theo cái dạng biên hẹp và lúc đó thì chúng ta sẽ lựa chọn các mã cổ phiếu thì nó sẽ rất là quan trọng không phải là cứ mua là thắng ngay và kể cả là à, mua sẽ cần à, nếu mà đã không mua đúng thì nó sẽ cần phải à, thời gian à, dài hơn đấy, chứ không phải là như cái tuần này nữa. Đó. Thì đây là với trên khung tuần. Còn trên khung à, tuần thì cái vùng hỗ trợ nó cũng như cùng ngày thôi, lại quanh đâu đó 1020 cho đến 1030 khi mà cái nút à, vùng này thì nó là một phần 2 cái nến mang dư và ngoài ra thì nó trùng với cả cái cạnh à, nó trùng với cả cái đường MA10 này, trùng với cả đường MA MA5 M5. Đấy quanh mùng này đó thì uh, nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ cứng cho cái chiều giảm giá của phiếu nếu như trong trường hợp mà nó uh, quay xuống đây và nó điều chỉnh lên thì nó cũng nó cũng chỉ, chỉ về quanh mốc này thôi đó, vì hôm nay đã điều chỉnh uh, rất là mạnh rồi đó, kiểm định cái vùng này rồi và ngoài ra chúng ta thấy rằng là khi mà viên đách này đấy nó hình thành nên một cái uh, tín hiệu về sự giao cắt của đường MACD chúng ta thấy rằng là nó sẽ uh, cho thấy cho một xu hướng phục hồi tiếp theo của thị trường Còn đâu đó từ uh, trong các giai đoạn trước chúng ta cùng backtest trong giai đoạn trước thì nó đã phục hồi trong khoảng 8 tuần. Và bây giờ thì nếu tính đến tuần hiện tại thì đã có 3 tuần của viên đách phục hồi rồi, có nghĩa là đâu đó sẽ lên khoảng tầm 5 tuần nữa trước khi mà kết thúc cái nhịp phục hồi này. Nếu trong trùng hợp mà thị trường khỏe và vượt hẳn cái vùng mươi à, 1158, vượt hẳn cái xu hướng giảm này. Đấy thì chúng ta sẽ tiếp cận lên cái vùng 1300, trăm quanh coi như là đâu đó tiếp cận lên vùng đáy à, vùng đỉnh tháng 8. tương tự như là Dow Jones tuy nhiên là mình thấy rằng là trong dạng này cái chạc VNX thì nó yếu hơn tương đối là nhiều. Đấy, khi mà chúng ta soi về cái chạc dow jones thì chúng ta thấy rằng là uh, cái chạc dow jones thì nó sẽ có một cái sự khỏe hơn rất là nhiều trên khung tuần. Đấy, trên khung tuần của dow jones nó hình thành nên một cái phân kỳ dương như thế này đấy, thì nó sẽ tiếp cận lên vùng đỉnh tháng 8 nó rất là dễ, đấy, rất là, rất là dễ và đơn giản thôi. còn lại thì VNX thì nó lại không có cái dạng phân kỳ dương hai đoạn, cho nên là nó cũng hơi yếu, nó hơi yếu. Hơi yếu hơn cho nên chúng ta đang giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam Cho nên là chúng ta sẽ cần phải theo cái form của Việt Nam đấy Thì đó là với nhận định trên cung ngày và trên cung tuần của mình Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cái phần là uh, Khi nào mà thị trường hay là mình tham minh rằng cái việc là thị trường nó sẽ hình thành đỉnh Ở cái vùng nào uh, Sau khi mà mình uh, xem trên khung giờ trước nhé Chúng ta sẽ xem trên cung giờ trước Ở đây là xem trên uh, khung 1 giờ khi không giờ ở cái Ami Broker của mình thì mình lại không có đủ data cho nên chúng ta xem trên ở đây đi. Ở trên Fan. Mặc dù nó khó nhìn hơn một chút nhưng mà mọi người, cố gắng nhé. Ở trên Fan thì chúng ta thấy rằng là uh, trên khung tuần à trên khung 1 giờ này thì VNX đã hình trước tiên là chúng ta có một đỉnh MACD trước rồi. Đây ạ. Chúng ta đã có một đỉnh MACD và theo nguyên tắc của cái việc giao cắt đường MACD thì chúng ta thấy rằng là cứ khi nào nó có một đỉnh thì nó sẽ có một cái hiện tượng này chính là giá lên rất là khó khăn nó sẽ gặp áp lực bán trong trong khi mà đã gặp cái phân kỳ dương mà ACD chúng ta thấy rằng là trong các giai đoạn ở đây trong từ tháng 8 này cho đến cái tháng 9 đầu tháng 8 cho đến đầu tháng 9 có nghĩa là giao dịch khoảng tầm 4 tuần và thị trường thì chúng ta thấy rằng là khi mà bước vào một cái đà tăng khi mà đã có một cái đỉnh mà ACD ở đây rồi Đấy, đỉnh mà ACD trong cái ngày mùng 5 tháng 8 mùng 4 mùng 5 tháng 8 thị trường nó vẫn tăng nhé nhưng chúng ta thấy rằng cái điểm số từ 1252 cho đến cái vùng đỉnh là 1259 à 92 có nghĩa là chỉ có tăng 40 điểm từ khi mà đã hình thành nên một cái đỉnh MACD. Đó, chúng ta thấy rằng là khi mà đã có cái xác nhận là phân kỳ MACD thì cái chiều tăng của cổ phiếu nó rất là rất là ít. Đấy, tăng của thị trường nó chỉ đâu đó 40 điểm thôi. Nó chỉ đâu đó 40 điểm thôi và thị trường bắt đầu sẽ có những tín hiệu phân hóa và những cái tín hiệu là rung lắc. Đó, thì với bây giờ chúng ta thấy rằng là VNX nó đang ở cái vùng 1080 thì cái việc mà mình tham minh ra À, cái vùng đỉnh của thị trường nó sẽ ở quanh 1 trăm 1.150 nó sẽ là cái phần à, phù hợp thứ nhất à, khi mà trên giá này, thứ hai là ở trên mà cd nó không tăng được quá nhiều nữa Đấy, và ngoài ra thì nó sẽ có cái dạng là phân kỳ bắt đầu dày đặc lên Đấy, phân kỳ dày đặc lên, bắt đầu áp sát xuống không nó sẽ có một nhịp dướn lên nữa thì à, sẽ kết thúc cái nhịp tăng này và sau đó thì sẽ đến một cái nhịp sideways dài 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 dài, kiểu như thế đó <laughs> thì đây là với thị trường à, tiếp theo là tại sao chúng ta lại có cái tham minh như thế này Đại, tại sao lý do thứ hai chúng ta có cái tham minh Đấy chính là chúng ta Nhất là ai giao dịch theo cái chạc đồ thị về phái sinh nhá Ai giao dịch theo phái sinh thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ biết à, Nhìn cái cái chạc này nó rất là dễ Đấy chúng ta xem ở trên khung 4 giờ này Thì thông thường một cái dạng mà cổ phiếu nó vượt được một cái mây nhá Nó vượt được một cái mây đây mình sẽ vẽ cho nó ấy tí đây nó vượt được một cái mây ở đây một cái màu này nó xấu quá đây nó vượt được một cái mây và mây trước tương lai của nó đang là một mây xanh thì nó sẽ có cái dạng là hình thành hai đỉnh ở đây và sau đó nó sẽ rơi như thế này Đấy. không phải là rơi ngay mà nó sẽ bị hút vào một cái mây tương lai đó, nó sẽ bị hút vào một cái mây tương lai và nó sẽ làm một cái gọi là nếu mà chúng ta theo về lý thuyết ichimoku thì nó sẽ gọi là một dạng cân xứng đây, một dạng hình tròn cân xứng hình tròn cân xứng như cái này đó hay kể cả chiều giảm cũng thế thôi chiều giảm thế nó sẽ hình mình tròn cân xứng nếu mà ai giao dịch theo phái sinh nhiều thì chúng ta sẽ biết ở đây thì mình sẽ bách test luôn với cả mọi người trên cái cung đồ thị phái sinh thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sạc này nó sẽ cân xứng như thế ở đây chúng ta sẽ xem khung 5 phút nhé mình giao dịch chủ yếu trên khung 5 phút đây 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 là một cái dạng cân xứng này chúng ta thấy rằng là khi mà vượt được một cái mây Ichimoku thì sau đó thị trường nó sẽ hình thành lên hình thành lên ở đây là sẽ có tận 1 đến 2 đỉnh này, một đến hai đỉnh và nó cái yếu tố quan trọng nhất là cái việc này đó chính là cái sự xác nhận của phân kỳ dương mà à, phân kỳ âm mà MACD à, cái phân kỳ âm này chúng ta thấy rằng là một đỉnh này hai đỉnh này nhưng đỉnh sau của giá lại cao hơn đỉnh trước của mây chim uh, của MACD và sau đó thì bị hút vào mây cho nên là chúng ta sẽ tham minh rằng là a à, trong cái khoảng giữa này trong cái khoảng giữa cái phần giao mây này nó sẽ uh, hình thành đến cái vùng đỉnh của VNX trong giai đoạn tới đó vùng đỉnh của VNX trong giai đoạn tới chúng ta sẽ bách test thêm này đó ở đây cũng thế này chúng ta có một cái phiên tăng điểm rất là tốt và nó cũng đi lên từ một cái ao mây sau đó thì có một cái mây tương lai trước mặt đó, thì nó sẽ à, có cái tín hiệu là nó sẽ hút về đây chúng ta sẽ vẽ một cái ở đây đi như là một cái bán nửa hình tròn để cho mọi người có thể dễ tưởng tượng ra cái việc cân xứng của của viên là nó sẽ như nào đó nó sẽ kiểu dạng như thế này đó kiểu dạng như thế này à, tiếp theo nhé sẽ có rất nhiều các cái dạng mà mình đã giao dịch phái sinh mình thấy rồi đây là một cái chiều ngược lại nhé đây là một chiều ngược lại của thị trường nhưng đây chúng ta sẽ bách test đúng cái chiều của nó khi mà vượt mây vượt mây chi và tiếp à, trước mặt nó là một mây chi theo cái dạng là mây xanh lại vượt mây đỏ để lên mây xanh thì chúng ta thấy rằng là nó cũng hình thành lên tận hai đỉnh hai đỉnh thậm chí rằng là nó còn một cái nhị đỉnh gọi là đỉnh nhỏ đây hình thành nên mẫu hình vai đầu vai sau đó thì nó à, giảm điểm khi mà, mà ACD gặp phân kỳ dương à, phân kỳ âm hai đoạn đó chúng ta thấy rằng là cái mẫu hình này nó tương tự như là cái mẫu hình của VNX trên khung 4 giờ thôi trên khung 4 giờ đây là trên khung nó ngược lại nhá đây là cái đà ngược lại thì nó cũng hình thành nên những cái đối xứng của đây đối xứng của Ichimoku và cái sự cái sự thần kỳ của khi mà chúng ta giao dịch trên Ichimoku thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây cũng thế này chúng ta thấy rằng là sau khi mà vượt mây Ichimoku tương lai của nó lại là một mây một mây xanh ạ à. thì sau đó thì nó sẽ hình thành nên hai đỉnh và cái vùng giao cắt này thì thông thường là sẽ là những các cái vùng mà đỉnh tiềm năng đỉnh tiềm năng Đấy, và cuối cùng là um, Ichimoku ở uh, đây thì nó sẽ có một cái phân kỳ âm ba đoạn và giảm. Dạ, ở đây cũng thế này. Ở đây thì nó tương tự như cái trà của viên Dex trong dạng hiện tại luôn. Đó, chạc viên Dex trong dạng hiện tại. Khi mà vượt lên, sau đó thì lên được một chút nữa thôi, lên được một chút nữa khoảng từ 40 đến 50 điểm. Sau đó thì ăn phân kỳ phát là là đi luôn. Đó. Đó, thì sau đó cái thời gian backtest thì chúng ta sẽ cùng tham minh trên cái khung này luôn. Chúng ta sẽ cùng tham minh trên khung 4 giờ. Cùng tham minh trên khung 4 giờ. Có nghĩa là cái bắt đầu từ ngày ngày Giao mây, là ngày ngày 15 tháng 12 thị trường nó sẽ bắt đầu gặp các áp lực đấy, gặp các áp lực chốt lời và nó sẽ rất khó để đi lên Đấy, có thể là lên đây chẳng hạn này tiếp cận đến cái đường m 200 thì cùng ngày à, trên 04 giờ và sau đó thì ở quanh cái mốc uh, ngày 15 này cho đến ngày 20 này bắt đầu hình thành đỉnh và nó sẽ có một cái lực hút về cái đường mây đó thì đấy sẽ là cái vùng đỉnh tiềm năng của chúng ta đấy thì đây là những cái lý do mà mình đã tham minh được cái thị trường hay là mình đã tham minh được uh, cổ phiếu uh, tham minh được uh, toàn thị trường theo cái khung 4 giờ bởi vì là cái mẫu hình này chúng ta thấy rằng là chúng ta giao dịch rất là nhiều rồi ở đây cũng thế này trong các giai đoạn hồi tháng 8 này khi mà đã vượt mây thì chúng ta thấy rằng là mây mây trước mặt nó là một cái mây 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 dày à, không phải thực ra là chưa phải nói là mây dày chưa biết là cứ mây vượt một mây đỏ đến một cái mây dày và sau đó thì hình thành nên ở đây trên khung bốn giờ thì chúng ta nhìn thấy dễ hơn một chút khi mà ba phân kỳ dương này ba phân kỳ âm đó ba đoạn là bắt đầu rơi vào và bắt đầu rơi tiếp và kết thúc cái nhịp hồi này Đấy, kết thúc cái nhịp hồi này ở trong cái giai đoạn từ đầu năm nay đến giờ thì nó lại không có chạc lại không 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 có data đó thì đấy là với cái vùng đỉnh tiềm năng của chúng ta có thể là uh, dự đoán được cái tham minh được trong các giai đoạn tới thì hy vọng là anh chị đầu tư uh, sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn đấy, trong cái việc mà thị trường nó lên quanh có vùng 1.000 trên 1.100 một một thì sẽ đến nghĩ đến cái việc đấy, nghĩ đến cái việc là bắt đầu chốt lời dần Đấy, từ vùng 1.100 cho đến 1.150 Càng lên thì chúng ta sẽ càng canh chốt Đó, Càng lên càng canh chốt Vì sau khi mà thị trường nó đã uh, rơi rồi Thì chúng ta lúc đấy mà mới chuẩn bị Thì cũng sẽ rất là khó Vẫn đang còn cầm cái lượng hàng cao Mà lúc đấy mới chuẩn bị hoảng loạn bán Thì chúng ta sẽ rất là khó Và mình cũng sẽ nhắc lại về cả cái việc này với cả mọi người Trong các giai đoạn uh, hay là trong các cái video tới của mình Khi mà thị trường nó lên cái vùng này Và chúng ta sẽ cùng nhau cùng chốt lời Để có được cái lợi nhuận rất là tốt Còn hôm nay thì uh, rất nhiều các mã cổ phiếu mà chúng ta mua rồi. Đấy, nếu mà không mua được lại các cái mã cổ phiếu cũ, thì với PVD thì chắc chắn mọi người vẫn mua được. Đấy, mình cũng có khuyến nghị cái mã cổ phiếu này trên cái kênh tiktok của mình. Đấy, với, với PVD quanh cái mức giá 15.4, 15.3 này thì kể cả hôm qua hay là kể cả hôm nay thì vẫn đều ở trong cái mức giá chúng ta mua. Đấy, thì lãi đâu đó còn được hơn, hơn một giá luôn. Nếu mà mua từ giá 15, đấy, 15 đến 15.1 lại hơn một giá luôn. Cái PVD à, một số các mã cổ phiếu tiềm năng vẫn mua được. Ví dụ như là, là ANV này, đấy, cái cái chạc mà nó tương tự như là PVD thôi. Đấy, thì tại sao mà chúng ta mua thì chúng ta xem lại video của mình thì chúng ta sẽ thêm biết thôi khi mà nó đang uh, chuẩn bị vào một cái trend tăng rất là tốt rồi NV hay HAH đó thì chúng ta cứ tìm các mã cổ phiếu này chúng ta mua đó thì đấy là với các mã uh, cổ phiếu mà chúng ta tiềm năng còn uh, cái phần thứ hai chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau về dòng ngân hàng đó về thảo luận với nhau về dòng ngân hàng thì trong dạng này chúng ta có những cái mã cổ phiếu tăng rất là tốt và điển hình của thị trường à, chúng ta thấy rằng là ở đây dòng ngân hàng nó đã tạo đáy từ ngày 10 tháng 10 đấy, tạo đáy từ ngày 10 tháng 10 ở đây thì khi viên ngày 10 tháng 10 thì nó vẫn đang ở trong một cái giai đoạn mà nó phục hồi sau khi phục hồi nhẹ xong thì nó giảm điểm thêm khoảng độ khoảng 1067 cho đến cái vùng 1880 có nghĩa là giảm khoảng 200 điểm nữa Nên Tuy nhiên rằng BIDV này nó đã hình thành cái vùng đáy từ ngày 10 tháng 10 hình thành đáy trước thị trường luôn nó đang giao dịch rất là tích cực luôn lại đang giao dịch rất là tích cực khi mà từ vùng đáy vùng 28 cho đến cái vùng 41 là nó đã tăng được khoảng độ BIDV đây từ cái vùng đáy cho đến giai đoạn hiện tại nó tăng được khoảng 47 phần trăm lại tăng được khoảng 47 phần trăm và những cái mã cổ phiếu tăng trước thị trường như này thì sẽ là được coi là những cái mã cổ phiếu leader của thị trường đấy, ví dụ BIDV này STB này STB thì nó yếu hơn một chút thì tuy nhiên rằng là từ cái vùng ngày 10 tháng 10 cho đến cái vùng đáy của nó thì nó cũng không giảm quá nhiều, đâu đó khoảng 10% thôi. Tuy nhiên là thị trường nó giảm đến tận 20 đến 20.5% với STB này hay cổ phiếu tiếp theo của ngân hàng nhà nước ví dụ như là CTG. đã vượt qua cả kênh giảm giá. Chúng ta xem trên cùng ngày chúng ta thấy là đã vượt qua cả kênh giảm giá trên cùng tuần rồi. Giảm giá, vượt qua cả giảm giá trên cùng tuần. Đó thì đang vào một xuống tăng và đang vào một cái thế trên tăng trên cả cùng trên cả khung tuần luôn cho nên là với các mã cổ phiếu trong ngân hàng thì mình thấy rằng nó có tín hiệu nó đẹp nhất của toàn thị trường luôn à, cái tín hiệu đẹp này cho thấy à, nó đến từ cái việc là nó phá vỡ cái phá vỡ trên tăng phá vỡ trên giảm nhé ví dụ như BIDV này đấy, nó phá vỡ trên giảm từ cái phiên tuần trước cơ đấy nó phá, vỡ trên giảm từ cái ngày từ giá 37 đó giá 37 chúng ta phải canh mua rồi với BIDV này hay là với CTG này, ACB này, đấy, ACB thì cũng tương tự, đấy, đang có các cái tín hiệu về chuẩn bị phá nếu mà chúng ta tính cái về cái chân ngắn hạn hơn một tí ở đây thì trong tuần này đã phá cái chân giảm rồi và ngoài ra chúng ta cũng phải để ý thêm một cái vấn đề nữa đấy chính là rất nhiều các mã cổ phiếu trong ngân hàng đều có cái dạng phân kỳ dương nhé đều có cái dạng phân kỳ dương đây như thế những cái mà mình thích nhất trên cái trạng đồ thị của các mã cổ phiếu dòng ngân hàng trên khung tuần thì các mã cổ phiếu dòng ngân hàng chúng ta thấy rằng là đều phân kỳ dương hai đoạn đó đều phân kỳ dương từ 1 đến hai đoạn đó và cái nhịp phân kỳ dương này chúng ta hãy nhớ đến cái lúc đầu video chúng ta đã xem đối với Dow Jones à, ạ. À? khi mà phân kỳ dương trên khung tuần rồi chúng ta thấy rằng là khi phân kỳ dương trên khung tuần chúng ta thấy cái dạng trả đồ thị nó có giống không Đấy, khi mà đáy sau thấp hơn đáy trước và cái đáy của MACD sau thì nó lại cao hơn cái đáy MACD trước nó xác nhận cho một nhịp phân kỳ à, và cái mã cổ phiếu à, cái Dow Jones này thì nó đã xác nhận là phân kỳ dương rồi Đấy, phân kỳ dương khi mà nó vượt qua cái vùng đỉnh của cái ngày tháng 8 ở đây Đấy, và nó khiến cho cổ phiếu nó tiếp cận với vùng đỉnh tháng 8 rất là nhanh Đấy, khiến cho Dow Jones nó tiếp cận vùng đỉnh tháng 8 nhanh và với các mã cổ phiếu trong ngân hàng như này, nếu mà chúng ta mua và cầm theo tuần thì có thể là chúng ta sẽ có một cái mức lợi nhuận cao hơn các cái mã cổ phiếu khác. Đấy, các mã cổ phiếu khác khi nó có tín hiệu, ví dụ như là LB Bank này chẳng hạn này, nó sẽ target quanh vùng 14 cơ, chúng ta không cần phải quan tâm đến khung ngày cũng được. Đấy, và chúng ta chỉ cần đánh theo khung tuần nếu mà các mã cổ phiếu này cầm dài được hẳn. Đấy, ví dụ như LB Bank quanh vùng giá 13 14. Đấy, trước khi mà nó lại còn vượt qua cái vùng này thì chúng ta à, chắc chắn là sẽ có một cái mức target cao hơn khi mà nó hình thành một cái mẫu hình là mẫu hình hai đáy trên khung tuần ạ đây, đây, đây và đây, đấy, trường hợp mà điều kiện là nó sẽ cần phải vượt qua đây, đấy, vượt qua cái vùng đỉnh trung tâm của cái đáy hai đáy này, đấy, thì đấy là với mã cổ phiếu LB Bank Hay tiếp theo là với STB này, đấy, chúng ta thấy rằng STB trong tuần này thì nó cũng đã vượt qua hẳn cái kênh giảm giá rồi, đấy, vượt qua hẳn một cái kênh giảm giá trên khung tuần rồi và tiếp theo đó thì nó sẽ thoát khỏi cái xu hướng giảm này trong dài hạn, đấy, ít nhất là theo các cái khung tuần thì chúng ta sẽ có từ 4 đến 5 tuần cũng là những cái theo tháng rồi bốn năm tuần cũng tính là một tháng rồi và với cái mã cổ phiếu STB này chúng ta thấy rằng nó cũng có cái sự phân kỳ dương đó cũng có sự phân kỳ dương Đấy, rất nhiều các mã cổ phiếu trong ngân hàng trong dạng này nó đã tăng trước thị trường mà nó hình thành cái sự phân kỳ dương hay như là uh, SHB này uh, SHB thì cũng tương tự luôn Đấy, và nó chỉ cần các mã cổ phiếu ngân hàng này nó chỉ cần tăng thêm một chút nữa thôi Đấy, vượt qua đường EMA 20 tích lũy trên một chút nữa thôi và thì nó sẽ có cái tín hiệu là à, xác nhận phân kỳ dương này thì nó sẽ có đến một cái sóng tăng rất là tốt và các cái nhịp target nó ngắn hạn nhất thôi ngắn hạn nhất thì nó cũng phải đến đây ví dụ như ông STB này cũng phải đến quanh giá 13, 14 mà bây giờ giá 11 thì nó đâu đó cũng phải từ 20 phần trăm nữa nên cho nên dòng ngân hàng à, về ngắn hạn theo 4 đến 5 tuần nữa thì mình thấy rằng nó sẽ à, sẽ có những cái tín hiệu về à, các cái tín hiệu về trend rất là tốt Đấy, còn lại vì chúng ta đang à, giao dịch theo tuần mà Đang giao dịch theo, không tuần cho nên là trong các cái giai đoạn À, tới thì à, từ từ 1 đến 2 tháng, thậm chí là từ 3 đến 6 tháng tới thì mình thấy rằng dòng ngân hàng nó sẽ là trong một trong những dòng cổ phiếu mà thu hút được dòng tiền tốt. Vì theo cái chart đồ thị nó rất tăng theo cái chart đồ thị nó sẽ à, lên theo tuần luôn, đấy, nó lên theo tuần. Thì đấy là với à, cái quan điểm của mình về dòng cổ phiếu ngân hàng. À, chúng ta sẽ xem với việc công banh này. Đó, việc công banh thì cũng tương tự, cũng là một mã cổ phiếu leader của thị trường luôn. Đấy, nó vượt qua hẳn cái cả này và vượt qua một cái cách rất là mạnh mẽ, có thanh khoản đi kèm. Uh, và nó hình thành nên một cái Marubozu như này nó khẳng định cho cái việc là đà tăng của cổ phiếu rất là tốt và chúng ta nhìn vào, vào uh, ngân hàng trong các cái giai đoạn và thị trường năm 2018 nó đã sập rất là mạnh rồi đấy nó có một cái nhịp sập nó cũng tương tự như ở các giai đoạn này nhưng khi mà đã hình thành nên với uh, đây 2018 này thì sau khi mà nó phá phá một cái kinh giảm giá thì với Vietcombank nó một nó là một trong những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng uh, của nhà nước tăng rất là tốt từ giá là 45 cho đến cái giá 72 có nghĩa là tăng đâu đó gần gấp đôi đó thì đây sẽ là một trong những cái à, quan điểm hay có một trong những cái góc nhìn đấy, hay rồi là một trong những cái ví dụ mà chúng ta có thể là quan tâm được với các mã cổ phiếu trong ngân hàng đó thì à, đây là cái quan điểm của mình về à, các cái à, một dòng cổ phiếu mà nó có cái tiềm năng leader trong các giai đoạn tới nó đó, đó, cái tiềm năng leader trong giai đoạn tới à, chúng ta có thể là quan tâm với các mã cổ phiếu ví dụ như dòng chứng khoán chẳng hạn tuy nhiên các mã cổ phiếu dòng chứng khoán thì nó chỉ có một số các mã cổ phiếu mà nó có cái tín hiệu MACD cắt lên thôi ví dụ như SSI này Đấy, nhưng mà các mã cổ phiếu khác thì trong của trong dòng này thì rất là ít các mã cổ phiếu nào nó có cái xu hướng hay là có cái dạc, dạng dạng trạng đồng pha. Đấy, và để hình thành nên một cái dòng cổ phiếu nó tăng tốt thì nó sẽ cần phải đi theo cái tín hiệu là dòng cổ phiếu cả dòng nó tạo form. Thì khi mà đánh lên thì cả dòng nó đánh. Đó đấy là chính là những cái dòng cổ phiếu siêu củ trong uh, 2023 mà mình đang uh, dự kiến. Thì uh, bản tin của mình hôm nay thì cũng tương đối là dài rồi. Hy vọng là bản tin sẽ mang lại một số cái thông tin hữu ích cho các bạn. Đấy, chúc các bạn uh, công và gặp được nhiều may mắn. Nếu mà có câu hỏi thì chúng ta có thể là hỏi uh, các cái câu hỏi trong uh, uh, phần uh, dưới phần bình luận thì chúng ta thì mình uh, sẽ trả lời. Ngoài ra thì nếu mà có muốn tham gia cái room uh, cộng đồng của mình để có thể là hỏi trực tiếp nhiều hơn thì có thể là uh, xem ở trong cái phần uh, bình luận uh, thì sẽ có một cái room cộng đồng của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị nhà tư sẽ có một tuần uh, hai ngày nghỉ ngơi bên gia đình và người thân. Đấy bình tĩnh nha. Bởi vì tuần sau thì sẽ mình nghĩ là sẽ vẫn còn rất nhiều rất rất là nhiều cơ hội nó nhất là các cái mã cổ phiếu mà nó đang chưa tăng ví dụ dòng P dòng thủy sản thì vẫn là các cái cơ hội cho chúng ta được từ 15 cho đến 20%